Và cái phần cuối của video này đó, Thuận muốn chia sẻ một số những cái suy nghĩ cá nhân của Thuận về đầu tư vào crypto Đã lâu rồi chúng ta không nói tới những cái suy nghĩ này Thực ra như bạn nào mà theo dõi Thuận Capital trong một thời gian đó giống như là 2-3 năm Thì cũng đã từng nghe Thuận chia sẻ rồi nhưng mà Thuận biết là cũng có nhiều bạn mới theo dõi trong vòng một năm qua thì cũng chưa có hiểu rõ lắm Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn tại sao lại có cái danh mục đầu tư này Và sau đó thì cùng nhau chung bình giá tuần này nhưng mà trước hết đó khi mà các bạn đầu tư vào bất cứ một lĩnh vực nào một cái tài sản nào đó các bạn cần phải có là một cái lập luận đầu tư tại vì sao các bạn lại đầu tư đó mới là quan trọng lý do tại sao rất là quan trọng tại vì khi mà thị trường tốt đó thì các bạn không cần lý do các bạn cũng có thể đầu tư được nhưng mà khi mà thị trường không tốt đó thì cái lý do đó chính là cái điều mà sẽ làm các bạn bớt lo sợ khi mà có những tin tức xấu sẽ làm cho các bạn có cái sự bình tĩnh hơn khi mà những gì các bạn tin tưởng đó vẫn không có cái gì thay đổi hết cái thay đổi là giá theo thời gian mà thôi thì những lúc như vậy đó các bạn cần phải có cái lòng tin và lòng tin là đến từ lập luận đầu tư của các bạn và nếu chúng ta nói riêng về BTC đi chúng ta thấy được là nhiều người đầu tư về Bitcoin đó là có nhiều lý do có thể là các bạn tin tưởng Bitcoin đó là một cái phương tiện thanh toán giống như chúng ta đã thấy được là nhiều quốc gia giống như là El Salvador hay là thậm chí chúng ta thấy gần đây đó là Cộng hòa Trung Phi Central African Republic cũng đã có cái uh, đúng quyết định đó là họ dùng BTC làm phương tiện thanh toán có thể là thanh toán thông qua mạng lưới tầng 2 của Bitcoin là Lightning Network hay là Họ có thể nhìn vào BTC à, giống như là một cái tài sản lưu trữ dài hạn Giống như là chúng ta thấy được El Salvador cũng lưu trữ Bitcoin Và thậm chí bây giờ đó thì Cộng hòa Trung Phi cũng đưa ra quyết định là họ sẽ lưu trữ Bitcoin trong cái ngân sách Đương nhiên điều này làm cho nhiều những cái đơn vị như là IMF sẽ không có thích Giống như chúng ta thấy được cũng nhiều cái thông tin nói là El Salvador sẽ phá sản Trong khi mà Tổng thống cũng như là Bộ trưởng Tài chính của El Salvador nói là không có chuyện đó Cái số nợ của El Salvador vẫn sẽ được trả đúng kỳ hạn nhưng mà chúng ta thấy được là tùy theo lập luận của các bạn là như thế nào thì các bạn đưa ra một cái quyết định đầu tư và giống như là chúng ta thấy được là El Salvador mặc dù là bị nhiều chỉ trích nhưng mà tổng thống Kali vẫn nói là BTC là tương lai và không thể khác hơn và tin tưởng Bitcoin đó là một tài sản lưu trữ giá trị và quốc gia có thể lưu trữ giá trị sử dụng BTC thì nếu như mà lòng tin nó vẫn còn thì cho dù là có bao nhiêu cái tin tức xấu đi nữa đây này cũng sẽ không bị lung lay nhưng mà khi mà các bạn không có giữ vững lòng tin thì bất cứ một ai nói gì các bạn sẽ lung lay ngay lập tức thời gian lúc nào cũng sẽ cho chúng ta có một cái sự bất ngờ Chúng ta hãy lấy một ví dụ đi. Đây là một cái bài viết năm 1969. Thì trên cái bài viết này chúng ta thấy được là có hình của cái xe. Rồi có hình của một cái hộp trên đây chỉ đường. Thì bây giờ chúng ta cũng đã biết đây là cái GPS định vị toàn cầu. Thì chúng ta thấy được bây giờ đó rất là bình thường. Ai cũng có hết. Nhưng mà năm 1969 đó, đây là một cái ý nghĩ mà nhiều người cho là rất là điên rồ. Cho nên nhiều người không tin đây sẽ là tương lai. Bài viết này nói là một ngày nào đó đường đi sẽ chỉ đường cho người lái. Và nhiều ý nghĩ hiện tại đó các bạn có thể thấy là điên rồ Cũng như là nhiều người trước đây nghĩ là vô hình Đáng giá ăn hữu hình là điên rồ Rồi chúng ta có định vị GPS, Internet, Email, Youtube, Thương mại điện tử Các bạn nhìn xung quanh những gì các bạn sử dụng hàng ngày đây Các bạn cũng có thể thấy được là nếu như các bạn trở lại 20 năm trước Mà nói về ai đó đó đây sẽ là tương lai thì nhiều người sẽ không tin các bạn đâu đó cũng là một trong những cái mà chúng ta thấy được là lập lượng đầu tư đó chúng ta cũng cần phải có một cái suy nghĩ dài hạn đó chính là các bạn nghĩ tương lai sẽ ra sao và tương lai không phải là hiện tại có nghĩa là lý do tại sao mà chúng ta thấy được chúng ta có cơ hội đầu tư là tại vì chúng ta có cái lòng tin vào một cái tương lai nào đó mà nhiều người không tin thì đó mới là cơ hội của các bạn chúng ta bây giờ trở lại nói tới crypto và bitcoin đi thì tùy theo là người có thể là các bạn không tin crypto bitcoin thì cũng được thôi nếu như vậy thì chúng ta cũng không cần phải nói nhiều về những vấn đề này nhưng mà nếu như các bạn tin á, thì thường hỏi các bạn tại sao các bạn lại có lòng tin cho dù là các bạn không tin vào Bitcoin hay là Ethereum, các bạn tin vào những đồng khác thì tại sao các bạn lại có cái lòng tin đó và các bạn cần phải đưa ra cái lập luận cho cái bản thân của mình. Chúng ta có thể nói tới bản thân thuận đi, tại thì thuận chỉ có thể chia sẻ về mình thôi, chứ thuận đâu có biết là các bạn đang à, có suy nghĩ gì đâu. Thì đối với thuận đó, thì các bạn đã biết là thuận tin tưởng vào thứ nhất là BTC, trong vòng bao nhiêu năm qua và không phải là chỉ mới đây các bạn đã thấy được là không phải là tự nhiên mà những cái tâm nào của thuần capital lúc nào cũng có cái logo btc tại vì thuần lúc nào cũng có lòng tin về bitcoin và ethereum đồng mà thông tin tưởng thứ nhì và không phải là chỉ mới đây các bạn thấy được những năm như năm 2018 đó lúc đó ethereum gặp rất là nhiều vết lúc đó ai cũng nói ethereum sẽ lỗi thời ethereum sẽ bị xóa ngôi nhưng mà thuần vẫn tin như bạn có thể lục lại những video đó thường chia sẻ như thế nào về ethereum bây giờ cũng như vậy cái mà khác biệt đó qua thời gian là giá cả của BTC và Ethereum mà thôi chứ còn lòng tin của thường thì không có gì khác biệt hết nếu như mà các bạn hiểu về cái cách vận hành của tiền pháp định các bạn sẽ hiểu được là tại sao mà tiền pháp định sẽ mất giá theo thời gian và chúng ta bây giờ nói tới lạm phát nhiều nhưng mà thật ra đó lạm phát là ở khắp nơi và lúc nào cũng sẽ có lạm phát là cái mà cần thiết để chúng ta có một cái nền kinh tế phát triển nhưng mà sẽ biệt đó là lạm phát được quản lý hay là không được quản lý mà thôi nhưng mà lạm phát đó thì đương nhiên giúp đỡ được cho nền kinh tế phát triển nhưng mà ngược lại cũng làm ảnh hưởng rất xấu dài hạn đối với tiền pháp định cho nên dài hạn đó chúng ta cần phải lưu trữ số lượng lớn nhất định là phải là tài sản rồi đó là điều mà Thuận tin tưởng tài sản đó là gì tài sản đó đó là tùy theo mỗi người mà thôi thường nên thì tin tưởng một phần lớn vào thị trường crypto này cho nên thường lưu trữ crypto nhất là BTC và Ethereum Bitcoin đó thì thường vẫn nghĩ là một cái vàng điện tử một cái tài sản lưu trữ giá trị có thể là nhiều người không đồng ý bây giờ có thể nhiều người nói là Bitcoin bây giờ đã dùng để mà làm giá hay là dùng để mà trade hay là dùng để đầu cơ mà thôi thì đó là cái suy nghĩ của mỗi người bản thân thuận thì tôi nghĩ là dài hạn Bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị và nếu chúng ta trở về một thời gian giống như là 3 năm trước, 6 năm trước, 10 năm trước các bạn thấy được là cái giá trị BTC tăng trưởng theo thời gian ra sao. Và thông tin là BTC thời gian sẽ chứng minh được là một tài sản lưu trữ giá trị và nếu như vậy đó thì sẽ có nguồn tiền như thế nào thì chúng ta thấy được là một những tài sản lưu trữ giá trị mà nhiều người tin bao nhiêu năm qua đó chính là vàng và nếu như mà các bạn tin Bitcoin là vàng 2.0 đó thì các bạn thấy được là thị trường BTC bây giờ vốn hóa nhỏ như thế nào chúng ta có thể nhìn thấy được là tới ngày hôm nay là vốn hóa của BTC là 401 tỷ trong khi mà chúng ta nói tới là thị trường vàng tới 12.000 tỷ thì chúng ta có thể được là chỉ cần một phần của thị trường vàng vào trong BTC thôi thì có thể thấy được là giá đã, đã có cái sự tăng trưởng như thế nào rồi và thuần thì không có cái suy nghĩ là Bitcoin sẽ một nhà nào đó trở thành phương tiện thanh toán rộng rãi tại vì thuần vẫn nghĩ một trong những vấn đề khó khăn đó là nếu như một tài sản thì sẽ bị đánh thuế cho nên người ở Hoa Kỳ đó và một số quốc gia mà cái luật thuế rõ ràng về tài sản đó lý tại sao mà người ta không dùng BTC để mà thanh toán đó một phần là tại vì cái phí cao hay là chậm đó một phần mà thôi một phần còn lại đó chính là thuế mỗi lần sử dụng thì coi như là bán và nếu như có lời là phải tính thuế rất là phiền phức cho nhiều người cho nên thuận thì không có suy nghĩ là Bitcoin sẽ là một cái tài sản dùng để mà thanh toán nhưng mà về bàn điện tử thì thường rất là tin tưởng còn về Ethereum ra sao Ethereum đó thì các bạn thấy được là thuận vẫn có cái lòng tin là Ethereum nó sẽ là một trong những cái hệ sinh thái được ưa chuộng để mà gây dựng những cái ứng dụng phi tập trung giống như là chúng ta nói tới những tài chính phi tập trung tuy là bây giờ chúng ta gặp nhiều cái khó khăn nhiều cái dự án đó là không có tốt nhưng mà tương lai thì mình nghĩ là tài chính tập trung vẫn sẽ là một phần của thị trường tài chính chúng ta có thể có được những cái ứng dụng phi tập trung và Ethereum đó là một trong những cái mạng lưới mà đã có mặt nhiều năm là cái nền tảng hợp đồng thông minh đầu tiên xuất hiện cho nên có cái cộng đồng rất là lớn. Tôi có chia sẻ với bạn một cái thuyết đó là 5 năm trước Bitcoin đã đứng vị trí thứ nhất là 2.500 đô và Ethereum đứng vị trí thứ nhì là 157 đô. Thì lúc đó chúng ta nghe nói tới rất nhiều những thông tin. 5 năm qua là BTC đã lỗi thời, các đồng mới nhanh hơn và rẻ hơn sẽ thay thế. Ethereum cũng đã đổi thời và sẽ bị thay thế bởi những nền tảng mới nhưng mà 5 năm sau chúng ta thấy được là BTC ở mức là khoảng chừng 21.000 đô và Ethereum là ở mức là khoảng chừng là 1.300 đô thì tại sao? thì tại vì chúng ta thấy được là đây là những đồng mà có cộng đồng lớn, hệ sinh thái lớn và có lòng tin cao đối với những mạng lưới này cho nên vẫn giữ được vị trí thứ nhất và thứ nhì một đồng nào đó đó nếu như mà thật sự là muốn xóa ngòi Bitcoin hay Ethereum đó, thì không những là phải có công nghệ tốt hơn đó là một phần mà thôi thị trường này nó giống thị trường tài chính nhiều hơn là thị trường công nghệ và đồng đó đó nhất định là phải có hệ sinh thái còn tốt hơn người ta có lòng tin còn cao hơn nữa và có lịch sử còn vững chắc hơn là Bitcoin và Ethereum điều đó rất khó xảy ra cho nên trong vòng 5 năm qua đó là Thuận vẫn tiếp tục tin tưởng Bitcoin và Ethereum đó là điều mà nhiều bạn cũng đã biết rồi các bạn có thể trở lại để mà xem bao nhiêu năm qua đồng lớn nhất và lớn thứ nhì Thuận lưu trữ là đồng nào không phải là chỉ mới đây đâu nhưng mà Đối với một số bạn đã thì hỏi Thuận là Thuận tin tưởng và bitcoin hồi tại vì đây là mạng lưới đó không những là Thuận tin tưởng về cái vai trò của BTC như Thuận mới vừa chia sẻ Nhưng mà Thuận cũng có cái lòng tin là BTC đó là một mạng lưới rất là an toàn tại vì tốc độ đào là cao nhất Nhưng mà Ethereum nên thì lại muốn chuyển thành Proof of Stake Thì Proof of Stake đó là một hệ thống mà nhiều người vẫn còn nhiều cái nghi vấn chuyển thành hệ thống đào, hệ thống mà an toàn hơn qua một cái hệ thống cổ phần thì có an toàn hơn hay không thì tại sao mình lại ủng hộ cái việc này thì đối thường đó là bitcoin và ethereum chiếm cái vai trò khác nhau bitcoin thường đã vừa chia sẻ với các bạn rồi ethereum nên thì thường vẫn nói là một cái nền tảng mà sẽ có nhiều ứng dụng phi tập trung và cần phải được sử dụng không giống như btc và bitcoin đó thì ngoại trừ là một tài sản lưu trữ giá trị đối với thuận bitcoin cũng có một vai trò là đa dạng hóa danh mục đầu tư Ethereum thì khác, Ethereum đó là một mạng lưới mà không phải là dùng để lưu trữ giá trị mà cần phải được sử dụng Cho nên nếu như mà Ethereum thật sự muốn cạnh tranh, thật sự là muốn phổ biến đó thì cần phải chuyển qua một cái mạng lưới để có thể xử lý giao dịch nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn. Đó chính là Proof state. Đó là cái suy nghĩ của Thuận. Và một số bạn hỏi Thuận nữa là có phải là Thuận xem mãi tin Bitcoin và tiền hay là không? Thì cũng không hẳn đâu. Cái mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đó là một trong những cái tư duy đầu tư và bất cứ một lĩnh vực nào, nhất là những cái lĩnh vực mới đó, chúng ta có thể nhìn thấy được là giả sử như là chúng ta trở lên năm 1998 đi. Lúc đó chúng ta vẫn chưa có những công ty như là Facebook, như là Google, chúng ta có những công ty như là Yahoo, Amazon, eBay vân vân. Thì nếu như mà chúng ta trở lại năm 1998 đó mà tôi hỏi các bạn là các bạn đầu tư vào những công ty nào mà các bạn có thể kiếm được lợi nhuận cao trong lĩnh vực Internet thì có thể là nhiều bạn rất là khó để mà đưa ra câu trả lời của cái thời điểm đó Nếu mà chúng ta chỉ biết những công ty như các bạn nhìn thấy trên màn hình mà thôi Đây là cái công ty lớn năm 1998 Nhưng mà tôi có thể chia sẻ với các bạn đó là giống như chúng ta nhìn lại năm 1998 đi Chúng ta có Yahoo, Amazon, Excite, Lycos, eBay, Booking, Interactive Corp, Infospace, Broadcast.com và iVillage Thì chúng ta có thể đầu tư những công ty này Một số những công ty mà các bạn thấy là vẫn còn ngày hôm nay Như là Yahoo, Amazon trở thành công ty lớn rồi eBay cũng vẫn còn Nhưng mà một số những công ty như là iVillage Chúng ta vẫn không còn nghe nói tới nữa Thì làm sao chúng ta biết được là đầu tư như thế nào Mới có hiệu quả dài hạn đâu ai biết được tương lai đâu Thường nên thì nghĩ là cách đơn giản nhất Mà thường biết đó chính là chúng ta Đầu tư vào những công ty lớn mà thôi Giống như chúng ta trở lại năm 1998 đi Mà thường lựa chọn là đầu tư vào năm công ty lớn lúc đó chúng ta có Yahoo, Amazon, Exide, Lycos và eBay. Rất rõ ràng chúng ta thấy được là chúng ta có những công ty lớn như là Amazon và eBay tồn tại và Yahoo cũng còn cho tới ngày hôm nay nhưng mà Exide và Lycos không còn nữa thì làm sao chúng ta có thể biết được là công ty nào còn, công ty nào không còn trong khi mà thay đổi nhiều như vậy. Năm kế tiếp chúng ta thấy được là chúng ta cũng có Yahoo, Amazon, Infospay, eBay, Lycos nhưng mà năm 2000 này chúng ta đã thấy được chúng ta có công ty khác thay thế Lycos like đó chính là Interactive Corp Rồi chúng ta thấy được là cứ tiếp tục qua đến 2004 thì hoàn toàn khác chúng ta có eBay, Google, Yahoo Interactive Corp, Amazon, Netflix, vân vân Và cứ tiếp tục chúng ta thấy được là qua thời gian đó thì cái top 5 này cũng thay đổi nhiều Nhưng mà các bạn sẽ để ý là có một số những công ty vẫn tiếp tục ở lại mãi cho đến năm 2000 19 chúng ta có Amazon, Google, Facebook, Alibaba và Netflix. Cái mà thường muốn chia sẻ đây đó nếu như mà các bạn đầu tư mà các bạn đừng nghĩ đến là các bạn đầu tư vào công ty gì mà các bạn chỉ nghĩ đến là các bạn tin tưởng internet là tương lai từ năm 1998 các bạn chỉ không biết được là tương lai là những công ty nào những công ty lớn mà thôi thì khi mà thị trường hình thành sẽ có nhiều cái sự thay đổi về công ty lớn là công ty nào và họ là kinh doanh lĩnh vực nào của internet nhưng mà nếu các bạn có nghĩ là chúng ta đầu tư vào năm công ty lớn phân bổ vốn năm công ty lớn này khi mà một công ty nào đó rời khỏi cái top năm này thì các bạn thay đổi với công ty mới liên tục năm này qua năm nọ năm này qua năm nọ thì tới một lúc nào đó các bạn thấy được là những công ty lớn sẽ được hình thành và nếu như các bạn bắt đầu là tham gia vào Google từ năm 2003 đi khi mà Google đứng hạng thứ nhì, eBay đứng thứ nhất đó, thì các bạn nghĩ là từ năm 2003 tới bây giờ các bạn đã có lợi nhuận bao nhiêu rồi? Tới một lúc nào đó đó thì những cái top năm này sẽ được hình thành và nếu như các bạn cứ chú tâm vào top 5, top 5 và các bạn thay đổi công ty dựa theo top 5 này liên tục theo thời gian đó thì các bạn cũng sẽ có được một lợi nhuận rất là lớn. Đây là cái cách mà đơn giản nhất mà thuận biết. Trở lại đi chúng ta thấy được là tại sao lại có cái danh mục đầu tư của thuận như vậy. Bitcoin, Ethereum, BNB, Cardano Những đồng này là những đồng mà các bạn thấy là những đồng đứng đầu ở trong thị trường crypto Nếu như chúng ta áp dụng cái cách làm tương tự đi các bạn bắt đầu tham gia thị trường này đã từ năm 2016 đi chứ đừng có nói tới là các bạn tham gia trước đó từ năm 2016 tới bây giờ đó các bạn thấy được là cái thấp 5, top 10 thay đổi rất là nhiều chúng ta không tính những đồng ổn định tại vì những đồng định các bạn không cần phải đầu tư nhưng mà nếu chúng ta nói tới những đồng trở thành lớn đó theo thời gian thì chúng ta có thể là chú tâm đầu tư vào năm này qua năm nọ tháng này qua tháng nọ một đồng nào mà rời khỏi thấp 5 thì chúng ta loại bỏ đồng đó và thay thế vào những đồng mới thì đương nhiên qua thời gian các bạn có thể là đầu tư vào những đồng mà không có tốt đã trở thành không còn cái thấp 5 nữa mà đã trở thành cái xếp hạng xa hơn những đồng mà bây giờ không còn được ưa chuộng nữa thay vào đó là những đồng mới hơn nhưng mà các bạn thấy được là sau một thời gian đó chúng ta sẽ có những đồng như là Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP trở thành những đồng lớn và các bạn cứ nghĩ đi các bạn cứ chỉ đầu tư vào thấp 5 nếu các bạn tin tưởng thị trường này là một thị trường là có cái sự phát triển dài hạn Và các bạn tin tưởng vào tương lai thì các bạn cứ đầu tư thấp năm ngoài thì cũng tương tự như thường vừa chia sẻ với các bạn trong cái thị trường internet trước đây đó các bạn đầu tư vào top 5 thì qua một thời gian dài các bạn cũng sẽ có được một lợi nhuận rất là tốt tại vì một ngày nào đó các bạn sẽ nắm giữ những công ty mà họ sẽ giữ vững được những vị trí đó và cái sự tăng trưởng theo thời gian đương nhiên khi mà các bạn theo chiến lược này đó các bạn cần phải có cái tầm nhìn dài hạn các bạn cần phải có những chiến lược như là trung bình giá có một nguồn thu nhập ổn định theo thời gian đầu tư liên tục vào trong thị trường này một trong những điều đây là một những cách mà đầu tư tối thượng là có cái độ an toàn cao hơn nhưng mà cần thời gian dài hạn nhiều bạn thì sẽ không có cái tầm nhìn dài hạn như vậy cho nên nhiều bạn thì nghĩ là chọn một đồng nào đó trong cái vị trí là thấp 50 thì khi mà vào thấp 10 đó thì đã lợi nhuận nhiều rồi chứ còn đợi như là Thủ nói một đồng nào đó như là BNB vào cái thấp 5 đó thì lúc đó cái giá đó có thể đã cao rồi thì đương nhiên đó là sự thật nhưng mà dài hạn đó mới là điều mà chúng ta quan tâm đến và đương nhiên đây là một trong những cái cách mà thường làm mà thôi. Mỗi bạn thì sẽ có những cái chiến lược riêng, không phải là cái cách này phù hợp với tất cả mọi người. Đối với Thuận đây là cái cách mà đơn giản nhất và less stress nhất mà thường biết. Và đương nhiên Thuận nói là thấp 5 đó là bản thân thường mà thôi, các bạn có thể là thấp 10 hay là thấp 20 tùy theo nhiều bạn. Đương nhiên các bạn chia ra càng nhiều đó thì rủi ro nó sẽ càng cao hơn. Phần trăm lợi nhuận cũng có thể là tốt hơn. Nhưng mà các bạn có thể dính vào những cái đồng như là Luna. Luna cũng đã từng nằm vào top 10. Nhưng mà cái phân bổ vốn hóa là điều quan trọng nhất. Phân bổ vốn hóa theo phần trăm của thị trường là cách mà Thuận thích làm. Tùy theo là cái tổng số lượng vốn hóa là bao nhiêu. Thuận cũng nói khá nhiều rồi. Thuận hy vọng là các bạn hiểu Thuận muốn chia sẻ cái thông điệp gì ở đây. Chúng ta bây giờ hãy kết thúc video này bằng cách là chúng ta nhìn vào cái phần trăm crypto của Thuận hiện bây giờ đầu tư vào những đồng nào thì chúng ta có Bitcoin thì vẫn uh, giữ vị trí thứ nhất là 55,62%, Ethereum là 24.16%, BNB là 12.67%, Cardano là 6.62% và order chủ yếu là đồng FTT là 0.92% mà thôi. Tuy là gần đây đó thuận chú tâm để mà trung bình giá vào BTC và cũng đã lấy tiền mặt để mà tiếp tục trung bình giá vào thêm nữa. Ngoài trừ cái trung bình giá bình thường thì cái số phần trăm đó đó bây giờ chúng ta thấy được là dựa vào cái tuần vừa rồi đó thì cái số lượng phần trăm BTC đi xuống lý do là tại vì TVM có sự tăng trưởng nhiều hơn trong vòng một tuần qua. Và đối với tổng danh mục đầu tư của thuận đó thì các bạn thấy được là cái phần trăm crypto bây giờ là khoảng 32%, à, tiền mặt đó là khoảng chừng là 37%, những tài sản khác đó là khoảng chừng là 30% và đương nhiên thường chia sẻ những thông tin này với các bạn tại vì đây là update hàng tuần để các bạn theo dõi quá trình đầu tư thông tin chỉ dùng để mà tham khảo mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi người có mọi vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau nên nhớ đó là những cái luật mà thường theo bên dưới video này thường thường hay chia sẻ với các bạn đó chính là đừng tin ai tự tìm hiểu tự dự crypto có nghĩa là các bạn đừng để trên những sàn những dịch vụ nhiều quá nhớ chút lời phân bổ vốn không vay mượn zoom out dài hạn đây là những cái luật mà thuận theo mà thôi các bạn có thể tham khảo những cái luật này và chúng ta kết thúc video này bằng cách là trung bình giá cho tuần này đi các bạn hãy nhớ là chúng ta có một cái chương mục demo trung bình giá cũng đã khoảng chừng là 3 tháng rồi và hiện bây giờ đó thì chúng ta vẫn thấy được là chương mục này âm 33.97% tại vì giá cả không tốt trong những mấy tháng qua chúng ta tiếp tục trung bình giá mỗi tuần là 100 đô một thời gian dài các bạn thấy được hiệu quả của trung bình giá chúng ta chỉ mới có 3 tháng mà thôi thì chúng ta sẽ trung bình giá 100 đô và bitcoin vào 100 đô vào tây mỗi tuần thì tuần này đó 100 đô chúng ta có thể mua được 0.00475 BTC Còn Ethereum nên 100 đô chúng ta có thể mua được là 0.074 Ethereum và chúng ta đã chung bình giá xong tuần này. Đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này cũng như là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital đó có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là nhận được giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn lớn và một lần nữa thuận cảm ơn các bạn đã thời gian để mà xem video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn Let's go. Yeah. Like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got